lên. Đẹp lắm, đẹp lắm. Bớt cái mặt bớt lại chị ơi. Ok. Tí. Ơ à, chị về hết pin rồi. Ủa không, không có sạc hả? Không, em tưởng nó còn lâu. Pin hồi sáng nó đầy, bây giờ mới chụp cấp mấy chục tấm nó hết pin rồi. Làm sao giờ? Đi mua. Đúng vậy, đi mua sạc dự phòng nhanh lên. Đây, đây. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Tuấn Mobile. Không biết là bây giờ thì các bạn khán giả Minh Tuấn Mobile đã bắt đầu chuẩn bị về ăn Tết chưa ha? Thật ra thì dịp Tết là một cái dịp rất là đặc biệt để mà chúng ta có thể tạm gác lại những lo toan bộn bề trong cuộc sống, nhưng mà quay về với gia đình, quay quần bên gia đình và nghỉ ngơi sau một năm dài làm việc. Và trong cái dịp Tết này thì chắc chắn là nhiều người sẽ có những cái chuyến đi chơi xuân đúng không? Và như Quỳnh nghĩ là trong những cái chuyến đi chơi như thế này thì chúng ta có một cái vật không thể nào thiếu được, đây chính là điện thoại luôn mang ở trong mình. Và để cho điện thoại của mình không có xỉu úp xỉu đau trong những cái lần vi vu đó thì chắc là chúng ta nên chuẩn bị cho điện thoại của mình những cái phụ kiện đầy đủ, ví dụ như là cáp sạc nè, tai nghe nè, hay đặc biệt quan trọng là sạc dự phòng. Và trong video này thì Như Quỳnh sẽ đề cập đến một vài những cái món phụ kiện mà đang được sale sập sàng tại nhà Minh Tuấn Mobile để cho các bạn có thể tìm hiểu và lựa chọn nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về pin sạc dự phòng. Chiếc pin dự phòng đầu tiên mình muốn đề cập đó chính là pin dự phòng iQuest 10.000 mAh Type-C PD-QC 3.0. Với thiết kế là những đường sọc đều nhau, màu sắc trang nhã đẹp mắt, vỏ bọc bên ngoài bằng hợp kim nhôm bền bỉ, giúp bảo vệ pin tránh va chạm mạnh trong quá trình sử dụng. Hỗ trợ hai cổng sạc là Type-C Power Delivery và cổng USB Quick Charge 3.0 giúp sạc nhanh cho các thiết bị như là điện thoại hay là máy tính bảng. Pin sạc có dung lượng 10.000 mAh, có hiệu suất sạc lên đến 65%, có thể sạc đầy khoảng 2 lần cho iPhone XS Max, giúp bạn yên tâm khi mà đi ra ngoài và không lo là thiết bị của mình hết pin. Pin dự phòng iQuest trang bị cổng sạc vào là Type-C, có công nghệ là Power Delivery, giúp nạp lại pin cho pin sạc chỉ trong vòng 3 đến 4 giờ khi mà dùng adapter. Cáp còn có hỗ trợ sạc nhanh nữa. Đặc biệt là với thiết kế mỏng nhẹ như vậy, rất là phù hợp với các bạn nữ, không lo hết pin cũng chẳng nặng túi. Và chiếc pin dự phòng này đang giảm 55% từ 990.000 đồng xuống còn có 450.000 đồng mà thôi. Nếu như mà đã nhắc đến pin dự phòng thì chắc chắn chúng ta không thể nào không nhắc đến một cái hãng rất là nổi tiếng trong lĩnh vực này, đó chính là Energizer. Và một cái sản phẩm mà rất nhiều người lựa chọn của Energizer đó chính là pin sạc dự phòng Energizer Lightning 10.000 mAh. Series pin dự phòng Energizer tích hợp cáp đi kèm luôn, được người dùng công nghệ yêu thích bởi sự tiện dụng cùng với thiết kế tối giản nhưng lại rất là sang trọng và thanh lịch. Pin dự phòng XP1002A được tích hợp kèm với cáp sạc Lightning với tiêu chuẩn là MFI, giúp sạc tương thích với mọi thiết bị Apple. Cổng sạc USB lại còn có thể cho bạn sử dụng với các thiết bị khác nên là rất là phù hợp cho những ai dùng nhiều thiết bị song song như là Quỳnh đây. Dung lượng 10.000 mAh nhưng mà thiết kế của mẫu pin sạc dự phòng này lại khá là thanh mảnh và gọn nhẹ. Bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc là di chuyển với nguồn năng lượng đi khắp nơi mà không lo cái tình cảnh là hết pin xảy ra bất chợt. Em pin dự phòng này đang được giảm giá tận 46%, từ 1.100.000 đồng xuống chỉ còn có 590.000 đồng mà thôi. Nếu như mà đã có pin sạc dự phòng rồi nhưng mà chúng ta không có cái cáp sạc á, thì coi như cũng là vô ích. Cho nên phụ kiện tiếp theo mà như Quỳnh đề cập trong video này đó chính là cáp sạc. Đầu tiên đó chính là combo cáp và sạc nhanh InnoStyle USB-C to Lightning MFI 1.5m. Với thiết kế nhỏ gọn và tinh tế, không chiếm diện tích khi mà để ở trong ba lô hoặc là túi sách, thì củ sạc InnoStyle USB-C PD 18W Minigo mang đến cho người dùng một cảm giác an toàn khi đi bất cứ nơi đâu mà không sợ bị hết pin. Bên cạnh đó, với công suất lên đến 18W giúp tiết kiệm nhiều thời gian, có thể sạc iPhone lên đến 50% pin chỉ trong vòng có 30 phút mà thôi. Về phần cáp C2 Lightning InnoStyle DuraFlex thì được thiết kế bởi sử dụng 22 AWG dây dẫn điện, 30 AWG dây dẫn dữ liệu data, 400D vật liệu Kevlar siêu bền, sử dụng lõi đồng nguyên chất với tiết diện dây dày, không bị tăng trở kháng nhiễu điện từ cho nên là giúp tốc độ sạc nhanh hơn 50% so với những loại cáp C2 Lightning thông thường. Và vì bên ngoài cái cáp này được bao bọc bởi những cái sợi cước kết cấu thành một lớp lưới dày đặc chắc chắn, cho nên những sợi này giúp cáp chống bám bẩn tối ưu nhất và làm cho chiếc cáp luôn luôn mới. Và đặc biệt là combo này đang được giảm giá đến 33%, từ 1 triệu đồng xuống chỉ còn có 670.000 đồng mà thôi. Quá là hời luôn đúng không nào?
Tiếp theo là một sợi cáp sạc đến từ nhà người anh em Philips có tên là Micro USB Philips, tích hợp đầu chuyển đổi Lightning and USB-C. Chiếc cáp sạc đa năng này là một cái loại cáp siêu bền được gia công từ những chất liệu cao cấp, có khả năng tương thích với hầu hết các thiết bị hỗ trợ cổng sạc Micro USB, USB-C và đặc biệt là cổng kết nối Lightning của các thiết bị Apple nữa. Được bao bọc bởi sợi cô tông chắc chắn, cáp sạc Philips DCL2608 trở nên bền bỉ hơn bao giờ hết với độ dẻo dai đã được chứng thực sau hơn 10.000 lần bẻ cong. Nhưng mà sợi cáp này vẫn nguyên trạng như mới và không một chút hề hấn gì luôn. Và hiện tại thì Tuấn Mobile đang giảm 34% cho em cáp sạc Micro USB này, từ 600.000 đồng xuống còn có 395.000 đồng mà thôi. Và phụ kiện cuối cùng mà Như Quỳnh muốn đề cập đó chính là một phụ kiện dành cho tín đồ âm nhạc, để mà chúng ta có thể nghe nhạc mọi lúc mọi nơi và không làm phiền người khác, đó chính là tai nghe. Chiếc tai nghe đầu tiên mà mình muốn đề cập đó chính là tai nghe Bluetooth Soundbeats True Capsule Smart Touch, với khả năng mang đến âm thanh sắc nét và trong trẻo, gói gọn ở trong củ tai không dây vừa vặn và nhỏ nhắn. Tai nghe này chính là phụ kiện âm thanh sang trọng và rất là thời thượng. Ngoài ra thì chiếc tai nghe Soundbeats True Capsule Smart Touch còn kết nối được với điện thoại hoặc là laptop thông qua phương thức Bluetooth phổ biến, được chế tạo để có thể tương thích với công nghệ Bluetooth 5.0 hiện đại và tiên tiến nhất, với độ delay gần như là vô cùng thấp luôn, và cái khoảng cách kết nối tối đa của nó là lên đến 10m, cho phép bạn thỏa sức tập luyện thể thao. Bên cạnh đó thì tai nghe này còn có thời lượng sử dụng lâu dài, cho phép bạn đắm chìm vào âm thanh sống động. Mỗi lần mà sạc trong hộp thì sẽ cho phép tai nghe hoạt động liên tục trong vòng 4 giờ liền. Với 5 lần sạc đầy thì chiếc tai nghe này sẽ cho bạn tổng cộng 24 giờ nghe nhạc và xem phim thỏa thích. Và cuối cùng thì chiếc tai nghe Soundbeats này còn có được tích hợp khả năng chống nước đạt chuẩn IPX5. Tiêu chuẩn IPX5 cho thấy là chiếc tai nghe này có thể kháng lại nước bắn ra từ vòi 6,3mm, rất là thích hợp với những bạn vận động ngoài trời, đổ nhiều mồ hôi, hoặc chẳng may là chúng ta gặp phải trời mưa. Và đặc biệt hơn nữa là hiện tại chiếc tai nghe này đang được giảm giá 54%, giảm từ 1.200.000 xuống còn có 550.000 đồng mà thôi. Ok, và sau khi mà nghe Như Quỳnh chia sẻ những phụ kiện đang được giảm giá thì các bạn thấy như thế nào? Có hào hứng hay không? Và nếu như mà các bạn quan tâm đến những sản phẩm này thì ngay lập tức chúng ta hãy nhanh chân đến Minh Tuấn Mobile để tụ ngay những em nó về phục vụ cho cái công cuộc du xuân của chúng ta nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Và trước khi kết thúc thì đừng quên nhấn like, share cũng như là subscribe Minh Tuấn Mobile để ủng hộ tụi mình, cũng như là theo dõi thêm nhiều những cái thông tin khuyến mại hấp dẫn hơn từ Minh Tuấn Mobile nha. Bye bye.